Xin chào cả nhà, tôi đến với kênh Kim Tiền Mini Sân Thượng. Thì lâu rồi em không có quay video, thì hôm nay sẵn cây táo nó đậu quả nhiều nên em quay được cả nhà. Phía bên này là vườn dâu, phía này là hai luống rau trong nhà lưới của em. Còn phía ngoài em cũng trồng nhiều lắm, nhưng mà cây thường là cây xấu để phía ngoài nên em không có quay phía ngoài nhiều như cả nhà. Nhưng hôm nay thì sẵn cái cây táo á, nó ra quả ngon ha, nên là em quay luôn cho cả nhà xem. Em trồng tùm lum hết mà, trồng ăn đấy cả nhà, chứ trồng cái này bán không có lợi nhuận nổi không. Cái này cây giống của em đây, của dâu tây, hành lá ăn không kịp mà nói gì, đám rau nhỏ to vậy tùm lum hết. Nói chung là trồng ăn thì cứ xen kẽ thôi cả nhà. Tụi này tụi cà chua nè, bông nào đậu bông ngót nhìn thấy cưng lắm. Cải hôm nay là 24 đất rồi cả nhà, cà chua nè, đậu được chùm hoa đầu tiên luôn rồi cả nhà. Cưng không? Này là cà chua là năm bình thường thôi cả nhà, cứ ra hoa là đậu quả ha. Trồng cà chua thì nó hơi tốn phân xíu, một cây cà chua nhỏ này thì phân bón ăn bằng một cây mướp, mà em dùng toàn là phân gà thôi mà nên là tốn phân nhiều lắm đó. Này các loại rau em trồng, cái thùng này là mới gây của rau cải trời này, mới xuống giống của mấy giống cải mà. Này tùm lum hết. Cái này bắp cải rồi nè, em trồng này là ăn sau Tết nên nó không có, trồng về là một nhà ăn dư sức rồi cả nhà, hai ba nhà luôn. Dưa leo nè, mọi người thấy ngoài xa xa cũng cây, cũng em trồng té le hết trơn á. Thôi mình quay lại nha, nhân vật chính là cây táo cả nha. Đây cây táo, mọi người nhìn thấy xa thấy lá không không, lại gần nha. Đây nó coi nó đậu trái nè, mỗi mắt lá mỗi trái luôn cả nhà ơi. Đó dở lên không biết nắm sao dở cho đừng có đụng trái luôn á. Đậu trái đây nè, đó ở dưới là cải. Cái này ăn ngon đó cả nhà, đỡ đắng hơn cải bè xanh nhiều. Nó trái. Cái này mọi người thấy còn đỡ nha. Cái này là hôm bữa hồi lúc nó hoa nó nở đó, gặp mấy trận mưa đó nên nó ái rụng. Còn cái này không gặp mưa nè. Của nó đậu trái này cả nhà. Đây con gà em bóp này. Người thấy không? Lần chơi gần 3 đến 500 g. Rồi, coi nó đậu trái nè. Thằng tá để dễ cho gần đủ phân, đủ nắng là nó đậu rồi nè. Trời ơi. Bây giờ kêu em tỉa em không biết em nên tỉa quả nào mà để quả nào. Chùm hai trái luôn, hay nhánh có đủ ăn hả. Quả nó đậu rồi nè. Trời ơi, một chùm 4 trái luôn này cả nhà. Không thể nào mà đếm nổi trên số trái trên cây. Mọi người hỏi là giống này có nuôi hết không? Nuôi hết được cả nhà, nhưng vấn đề là mình phải bón phân cho đủ lưu lượng của nó nha cả nhà. Em thì chuyên là chưa cây quả em dùng phân gà thôi. Đó, nó đậu như vậy nè. Chịu gì nổi không? Cái nhánh có tí ẹt hả? Cái giống táo này là mấy bạn mua cây giống của em trồng, review lại. Có bạn trồng cái trái nó 250 g, nhỉnh hơn cả trái bơm Mỹ đó cả nhà. Và trồng tại Sài Gòn. Chị đó chỉ cách vườn em khoảng 3 km, cũng trồng thùng phi nhựa trên sân thượng thôi. Đó. Đó, cả nhà nghĩ như sao mà cái nhánh nó có như vậy nè, mà nó trái đều bọng vậy nè, rồi hỏi làm sao mà nuôi nổi không cả nhà. Đó, em với em hết biết nói nó làm sao rồi. Bây giờ phân bón á thì em chỉ bón phân gà không đấy, nắng đủ rồi được. Đó, còn cây bên đây, trời ơi, chỗ một nách lá là một trái em tỉa rồi cả nhà, em tỉa rồi mà vẫn còn sót. Để một trái thì nuôi nó sẽ trái bự hơn, hai trái thì trái nó nhỏ lên tí xíu nhưng mà đủ phân thì nó vẫn nuôi bự cả nhà. Đó, còn cái trái đây nè, đó, mọi người thấy mê với ống táo phải không? Đó, trái mà còn nhiều hơn lá cây này, trái còn nhiều hơn lá. Đó, mọi người thấy thích thì cứ trồng thùng xốp. Cây này nó dễ, nó chỉ cần nắng là thứ nhất, thứ hai là phân bón, cây ăn quả thì dùng phân gà là được. Đó, em xin chào tạm biệt cả nhà, em xin kết thúc video tại đây nha.